Hi everyone, welcome back. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy An. Our today lesson is lesson 1, unit 3, music and arts. Where will I learn my word? Grade 7. Alright? In lesson 1, we are going to review music that you like. And the second one, we are going to review how to use the present simple for fat. Okay? Now, the first one, new words. A. Unscramble the words. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên. Sắp xếp lại những từ sau. Number one we had Z, A, J, Z. So we can have word, the word here, jazz, again. Ở đây chúng ta sẽ có những từ này và chúng ta sẽ đoán đây là từ gì, đúng không? Jazz, nhạc jazz, okay. Number two, we had the letter here, so we work here. Country music, nhạc đồng quê, good job. Number three, we have the letter here, so what kind of music here? Classical music, nhạc gì? Cổ điển. Number four, we have the letter OPP, so here, what kind of music here? Pop, nhạc pop, okay, number five. Number five, we have the letter here. So what kind of music here? Rock, nhạc rock, right? And number six, hip hop, nhạc hip hop. Okay, good job everyone. Now, B, do the crossword puzzle. Chúng ta sẽ đi vào phần B là gì? Làm phần giải câu đố ô chữ nhé. Now, here we have six pictures and tell me what kind of music. And tell me what kind of music here. All right. Now look at picture number one. What kind of music here? Country. Country music. Country music. Nhạc đồng quê. Okay. Now picture number two. What kind of music here? Jazz. Nhạc jazz. Right. Number three. This mean hip hop. Nhạc hip hop. Right. And number four, what kind of music here? Classical music. Nhạc cổ điển, alright. And picture number five, rock. Nhạc rock, okay. And the last picture, pop, right? Nhạc pop. Okay, good job, everyone. Now let's move on the next part. Now the second word is reading. Chúng ta sẽ đi vào phần hai là phần đọc nhé. A. Read the blog post and choose the best summary. Trong phần này chúng ta sẽ đọc một cái bài nhật ký được đăng tải trên Internet và chọn ra cái tóm tắt phù hợp nhất cho cái bài đọc này nhé. Number one, our favorite kinds of music. Nội dung của bài đọc này là nói về gì? Cái thể loại nhạc yêu thích của chúng tôi. Number two, our favorite singers. Các ca sĩ yêu thích của chúng tôi. Okay, so which one is the best summary? Okay, February 4th, ngày 4 tháng 2. My family and I love listening to music. Gia đình tôi và tôi thích nghe nhạc. We like different types of music. Chúng tôi thích nhiều cái loại nhạc khác nhau. I like hip hop and rock. Tôi thích nhạc hip hop và rock. I think that's exciting. Tôi nghĩ chúng thì tuyệt vời. Okay, thú vị. I usually listen to my favorite songs when I'm doing my homework. Tôi thường nghe những cái bài hát yêu thích khi mà tôi làm bài tập về nhà. My listener loves music too. Chị gái của tôi cũng thích nhạc. Her favorite kind of music is pop. Cái thể loại nhạc yêu thích của chị ấy là nhạc pop. She really likes to listen to boy bands. Chị ấy thật sự thích nghe ban nhạc boys. She loves singing and dancing to pop music. Chị ấy thích hát và nhảy theo nhạc pop. She thinks it's really fun. Chị ấy nghĩ là nó rất là thú vị, tuyệt vời. My mom likes listening to classical music and jazz. Mẹ tôi thích nghe nhạc cổ điển và jazz. She often plays jazz and classical music on the piano. Bà mẹ thường chơi nhạc jazz và nhạc cổ điển trên đàn piano. I don't like
classical music and jazz. Tôi không thích nhạc cổ điển và nhạc jazz. They're boring. Chúng thì nhàm chán. My dad really loves country music. Ba của tôi thì thích, rất là thích nhạc đồng quê. His favorite singer is Blake Shelton. Ca sĩ yêu thích của ba đó chính là Blake Shelton. He often plays the guitar and sings country songs in his free time. Ba thường chơi đàn guitar và hát nhạc đồng quê vào thời gian rảnh. Ok. So tell me, which is the best summary? Our favorite kind of music, right? Our favorite kind of music. Okay. Our favorite kinds of music, các thể loại nhạc yêu thích của chúng tôi. Như vậy là tóm tắt nội dung của bài đọc này là gì? Nói về cái gì? Những cái thể loại nhạc yêu thích của chúng tôi. Tôi thích cái gì? Chị tôi thích cái gì? Mẹ tôi thích cái gì? Ba tôi thích cái gì? Okay. So number one is the correct answers. Như vậy, theo cô thì câu số 1 sẽ là cái phần tóm tắt phù hợp nhất cho cái đoạn văn này. Okay, now B, read and answer the question. Đọc và trả lời câu hỏi. Number one, what kind of music do we like listening to? Cái thể loại nhạc nào mà bạn Will thích nghe? I like hip hop and rock. I like hip hop and rock. Alright, hip hop and rock. Okay. So number two, when does he usually listen to his favorite songs? Cậu ấy thường nghe những bài hát yêu thích khi nào? When he's doing his homework. Okay, when he's doing his homework. Cậu ấy thường nghe những bài hát yêu thích khi mà làm bài tập về nhà. Okay, now number three, what's his sister's favorite kind of music? Cái thể loại nhạc yêu thích của chị gái Will là gì? My sister loves music too. Her favorite kind of music is pop. Pop, okay. Như vậy là cái thể loại nhạc yêu thích của chị gái cậu ấy là nhạc pop. So number four, what kind of music does Will's mother like listening to? Thể loại nhạc nào mà mẹ của Will thích nghe? Mẹ của Will thích nghe thể loại nhạc nào? My mom likes listening to classical music and jazz. Okay, my mom likes listening to classical music and jazz. Mẹ của tôi thích nghe nhạc cổ điển và jazz. Okay, number five, who's his father's favorite singers? Ca sĩ yêu thích của bố tôi là ai? His favorite singer is Blake Shelton. Again, Blake Shelton. Okay, good job everyone. Now, let's move on to the next part. Now, the next one is grammar. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo là phần grammar, phần ngữ pháp. Underline the mid text. Write the correct answers. Underline. Chúng ta sẽ gạch dưới những cái lỗi sai và chúng ta viết lại sao cho đúng vào mỗi dòng nhé. So the first one we have here, I like. Trong câu mà có động từ thường như vậy ở dạng phủ định, chúng ta sẽ phải mượn trò động từ do the. Not, I'm not. Okay, so here, I don't like listening to rock music. Tôi không thích nghe nhạc rock. Okay. I don't like. Okay. Chủ ngữ là I thì chúng ta sẽ mượn trò động từ do. Alright. Number two, I love listening to pop music. I love listening to pop music. Okay. Tôi thích nghe nhạc pop. Chủ ngữ là I thì động từ ở dạng nguyên mẫu. Các bạn lưu ý ha. Chủ ngữ là I, động từ của chúng ta. Trò động từ chúng ta sẽ mượn ở đây là cho. Ok, chủ ngữ là ai thì động từ ở dạng nguyên mẫu nhé. Number 3. Are you like? No. Do you like? Ok. Do you like listening to jazz? Ok. Bạn có thích nghe nhạc jazz không? No, I don't. Ok, do you like?
Ok, trong câu mà có động từ thường thì khi ở dạng phủ định hoặc ở dạng nghi vấn thì chúng ta mượn trợ động từ do hoặc là does. Chủ ngữ là you thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do. Ok. Number 4, I like. No, I chủ ngữ là I, we, you, they. Plural noun thì động từ ở dạng nguyên mẫu nhé các bạn. Động từ ở dạng nguyên mẫu không có chia. Ok. I like playing classical music on the piano. Tôi thích chơi nhạc cổ điển. Tôi thích chơi đàn piano với nhạc cổ điển. Ok. Number 5. She like. No, she likes. Chủ ngữ là she thì động từ chúng ta phải thêm s. Ok, thêm s mới đúng nha. She likes singing country music. Cô ấy thích hát nhạc đồng quê. Number 6. Is he like? No. Does he like? Ok. Does he like? Trong câu có động từ thường ở dạng phủ định, chúng ta sẽ mượn trợ động từ do the. Chủ ngữ là he. Như vậy chúng ta sẽ mượn trợ động từ does. Does he like listening to country music? Ok. Yes, he does. Alright. Number 7. Does you like? No. Do you like? Do you like? Chủ ngữ là you. Chúng ta phải mượn trợ động từ do mới đúng nhé. Do you like listening to classical music? Yes. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Câu hỏi là do you like? Thì câu trả lời sẽ phải là yes, I do. Okay. Number 8. My dad don't like rock. No, my dad doesn't. My dad chính là he đúng không? Chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít. Khi ở dạng phủ định chúng ta mượn trợ động từ doesn't. My dad doesn't like rock. He thinks, có s nha các bạn, he thinks it's noisy. Ông nghĩ rằng là nó ồn ào. Chủ ngữ là he thì động từ của chúng ta phải thêm s. Ok. Good job everyone. Now the next one, writing. Write your own answers in full sentences. Chúng ta sẽ viết đầy đủ câu trả lời cho những câu hỏi bên dưới. Number one, what kind of music do you like listening to? Thể loại nhạc nào bạn thích nghe? Example, I like listening to pop. Alright. Ví dụ như là tôi thích nghe nhạc pop. Right. Number 2, do you like listening to? Why? Do you like listening to rock music? Bạn có thích nghe thể loại nhạc rock không? No, I don't. I think it's noisy. Không, không thích. Tôi nghĩ là nó ồn ào. Ok. And how about you? What kind of music do you like listening to? And do you like listening to kind of music? Something like that. And why not? Ok. Các bạn cũng làm tương tự nhé. Các bạn xem thử là mình thích cái thể loại nhạc nào, mình không thích cái thể loại nhạc nào. Và hãy nêu lý do tại sao thích hoặc là tại sao không thích. Ok. Good job everyone. So now we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. And see ya!